Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tinh Thần Biến phần 5 tập 10. Sau khi tu luyện khi có Ngao Vô Hư giúp đỡ, Tần Vũ đã đánh khiến Tuyết Thiên Nhai bỏ chạy mất dép. Bên cạnh đó, Vũ Hoàng cũng thương tích khá nghiêm trọng. Còn Ngao Vô Hư và Tần Vũ, sau khi cùng đám người đó bỏ trốn, cũng nhanh chóng cả hai người đã trở lại trong Khương Lan giới. Với Ngao Vô Hư, hắn ấy cũng bắt đầu việc tu hành của mình. Dưới Tần Vũ, anh ta cùng Dã Cù và Ốc Lam trò chuyện khá thoải mái. Nhắc đến chuyện của Nghịch Ương Tiên Đế, bọn họ cũng có một chút hài hước. Sau đó, ba người họ tiếp tục cùng nhau nói chuyện với Ốc Lam những việc liên quan về thần giới. Và quả thực, Ốc Lam biết đến nơi đó cũng bởi ông ta vốn là người yêu thú trong thần giới. Lý do khiến ông về với tiên ma thương giới cũng bởi vì mê thần điện. Tuy nhiên, sau này khi Tần Vũ hỏi tiếp thì Ốc Lam cũng không nói nhiều nữa, ông có khuyên Tần Vũ nên cố luyện tập để làm. Trò chuyện nghe xong, Tần Vũ cũng lập tức gật đầu tán thành. Sau đó, anh ta cũng nhanh chóng bắt tay thực hiện việc tu hành của mình. Còn ở tại Nguyệt Nha Loan, sau khi Hoa Bà Bà và Nghê Hoàng ra đi chỉ để lại Long Hoàng cùng với Thanh Đế cũng đang vui vẻ nói chuyện. Hai người họ đang nói chuyện liên quan tới Ngao Vô Hư. Hiển nhiên, chuyện mới diễn này cũng làm cho Long Hoàng có một chút đau đầu. Còn Tần Vũ, ngay khi rời bỏ Khương Lan giới, anh ta đã lập tức đi tới Cự Thụ Tinh. Lúc này, tại một tòa tử lâu, Tần Vũ đang ngồi uống rượu một mình. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cái tên phục vụ bàn cũng đã tới và trò chuyện với anh ấy. Sau đó, hắn đã kể với Tần Vũ một số bí mật khiến anh ấy cũng cảm thấy bối rối. Cuối cùng, uống rượu xong xuôi, Tần Vũ cũng lập tức bỏ đi tới Hoàng Sơn Tinh. Sau đó, khi tới nơi, anh ta đã nhanh chóng đi tới Hoàng Thạch Cung, nơi có truyền tấn mật trận đã liên lạc với Mông Hoành tìm một số tin tức của Phí Phí. Và thật nhanh chóng, Tần Vũ cũng đã tới được nơi đó. Sau một hồi, anh ta cũng chuyển tới được nơi của Mông Hoành. Sau đó, Tần Vũ cũng nói cho tên khác biết rằng mình đang ở tẩu thú tộc và sẽ đi tìm Phí Phí. Tuy nhiên, theo như lời Mông Hoành, Phí Phí hiện tại đã đi tới một nơi khác, nếu không rõ hắn ta đi đâu thì chỉ có thể tới tìm Lưu Ma Hoàng mà thôi. Nghe thấy thế, Tần Vũ cũng vội cảm tạ Mông Hoành và nhanh chóng đi ra bên ngoài. Trong thực tế, ngay khi Tần Vũ thoát ra, cảm nhận truyền tấn mật trận là rất mạnh, do vậy, anh ta đã lập tức sử dụng một kiện thần khí để chiếm lấy nó. Và rất nhanh sau khi người kia đồng ý, Tần Vũ cũng đã dùng vực của mình tỏa ra bao phủ lấy nơi này sau đó thu lại vào bên trong Khương Lan giới. Xong việc, anh ta cũng lại tiếp tục đi tới Thúy Vân Tinh để tìm gặp Như Ma Hoàng. Vậy nhưng ngay khi tới nơi, có một người quen cũ đã chạy ra đón anh ta. Đó không phải ai xa lạ mà lại chính là Man Càn. Tuy vậy, màn tiếp đón này có phần hơi bạo lực. Bởi vậy, một trận đánh của hai người đã xảy ra. Chiến đấu giữa hai người là rất khốc liệt, hiển nhiên là Man Càn đã tung hết tất cả thực lực của mình để xem những lời đồn về Tần Vũ có đúng không. Còn Tần Vũ, anh ta lúc này đang ngơ ngác, chỉ muốn đánh một trận thật hay mà thôi. Trong không trung, từng luồng công kích của hai người cứ thế va chạm, và trận đấu là vô cùng quyết liệt. Cuối cùng, khi Tần Vũ đấm bay Man Càn về phía sau thì tên kia mới dừng lại. Sau trận, hai người trò chuyện với nhau rất thoải mái. Không chỉ biết, cùng lúc ấy, Tần Vũ lại gặp thêm ba huynh đệ Sử Tín khác. Tuy nhiên, khi Tần Vũ hỏi ba người họ về tin tức của Phí Phí thì bọn họ cũng không rõ. Tuy nhiên, về tin tức của Tiểu Hắc, theo lời suy đoán của Tần Vũ thì vị huynh đệ của ông ta có khả năng đang bị truy đuổi. Và cũng trong nhiều người nói rằng Man Càn đi truyền tấn cho Ngưu Ma Hoàng cũng đã chết. Theo lời của vị huynh đệ thì ông đã nhắn nhủ Tần Vũ đợi thêm một đoạn thời gian vì ông ta đang trên đường quay trở về. Cũng vì chuyện này Tần Vũ đã lập tức cáo biệt mọi người và vào bên trong Khương Lan giới. Sau nữa, ở bên trong đó, Tần Vũ lại nhớ tới mê thần đồ quyển, do vậy, anh ta cũng đã lấy nó ra. Nhưng rồi khi mở cửa nó, Tần Vũ cũng không cảm ứng được gì. Tuy vậy, phải qua Ốc Lam giải thích, Tần Vũ mới thấu hiểu, mê thần đồ quyển giống như một tấm bản đồ, có nó rồi anh ta mới thực sự nắm rõ lộ trình bên trong mê thần điện. Cuối cùng, sau khi nghe xong chuyện nói về các bảo vật trên, Tần Vũ đã quyết định nhân lúc chờ Ngưu Ma Hoàng sẽ lại bế quan tu luyện. Và cũng chính lúc đó, ở tại phủ đệ của Vô Danh, nhân lúc anh này đang tập thương thì Long Hoàng đã tới gặp anh ấy. Ông cũng nói với con trai về việc thừa kế Long tộc và ông đã nhận thức được ngày đó mình sẽ phi lên thần giới. Trở lại với Tần Vũ, theo thời gian trôi qua thì ngày ấy cũng tới. Vậy nhưng, trước khi hai người cùng đi tìm Ngưu Ma Hoàng, Tần Vũ đã giúp Man Càn một việc, đó chính là để cậu bé Ngưu Hoa khi trước mình đang ở đây. Bên cạnh nhau,
cũng giải trừ áp chế đối với các linh thú trong vạn thú phổ và trao trả lại tự do cho chúng. Sau nữa, khi sắc trời đã tối, Man Càn cũng lại dẫn Tần Vũ vào yến tiệc với Ngưu Ma Hoàng. Lúc này, khi hai người thấy nhau, bọn họ đã lập tức uống rượu và ôm nhau nói chuyện hết sức thân mật. Và qua một hồi kể chuyện, Tần Vũ mới biết rằng hiện tại Hầu Phí đang là truyền thừa cấm địa của Viên Hầu tộc. Đến đây thì cũng hết tập 10 Tinh Thần Biến phần 5. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.